rất là đậm quá. Chất giải trí. Tôi không biết sao mỗi lần bà mộng ra tôi cười hoài à trời. Mỗi lần bà ra cái mỗi tuần là có một chuyện vui để cười, tôi nói thiệt. Bữa nay bà đặt bận ha, mang hai cái đôi cao ốc giống như với không mình tiếc. Trời ơi, y chang nè, bữa đây nè. Mở ra coi. Đây. Tôi nói cho nghe, nếu mà ai là fan của Minh Tuyết rewind lại cái áo này và cái bộ đồ này, tôi đâu có mang cái đồ giày này. Không, nó nghe nè. Cái ông stylist ông ác vừa vừa không, thôi. Không, tại vì cái này nè, đôi giày á kiếm được là hay rồi, là giống y chang bà Tuyết có đôi giày bây giờ bà đang mang luôn kìa. Cái đôi nhưng giày. Nhưng mà tụi em phản thời trang, tụi em bị gãy fashion. Đáng là cái đôi giày này em để cho những cái đầm dạ hội như thế này thì đúng nó mới đúng. Còn cái áo này nó ngắn như này mà mang đâu. Có nghĩa là phải tùy. Yeah. Thứ nhất là những cái đôi giày như vậy mình chỉ bận đồng dạ hội để mình che nó lại để mình đi cho nó thoải mái. Còn những cái đầm mà mình xẻ chân xẻ này ra thì mình phải mang những đôi giày nó thanh mảnh, nó đẹp. Với thứ hai nữa mới nhảy được. Em mang như vậy chị đứng đây chị sợ em té muốn chết luôn á. Nhưng mà vui lắm em ơi, em làm gì anh không biết chứ vui muốn chết. Anh không biết, anh muốn em phải có mặt trong đêm chung kết. Anh không cần biết làm cái gì. Anh không cần biết em làm cái gì, cứ em làm là anh thấy vui vậy. Từ đạo diễn của Hoàng Nhật Nam, anh có nghĩ như vậy không ạ? Ban đầu á mà các dancer nam mà đem mấy cái quạt lông nhiều ra á là mình đã thấy thích thú rồi. Tự nhiên rất là nhớ Diamond Show của anh Đàm Vĩnh Hưng. Tức là lông với lại diamond, các cái hạt lấp lánh rất là nhiều. Sau đó là mộng xuất hiện tạo dáng bên trên kia. Tạo dáng đằng sau vuốt như thế này rất là hấp đâu, dẫn. Đâu tạo sao chưa thấy, tạo ra. Đứng xoay ngược lại sau đó là như này rồi vuốt cái tay xuống phía đấy sau. Không? Nhưng mà lúc mà bước xuống thì đúng là thật sự là nó bị gãy cảm xúc của em do là giày cao và bậc thang cũng cao nữa. Cho nên là giá như mình tính toán sau đó để mình có thể bước xuống nó thoải mái hơn như là Diva Minh Tuyết ở đây chẳng hạn. Đó, mình bước xuống rất là khoan thai. Lâu lâu sự cố mà bác bẹ cái đó tôi cũng đồng ý. Sự cố mà miệng nhỏ đứng nhưng, nhỏ hát tiếp được thôi chứ. Đúng, nhưng mà sau đó là các động tác còn lại biểu diễn rồi quăng nảy. Đặc biệt là vuốt tóc rất nhiều nha. Thì vuốt tóc xuất lên, đó. Đã vuốt tóc, vuốt đùi không lo cái đi té. Trời dò nhỏ. Mộng ơi, nhưng mà cái đoạn kết thúc á là lúc mà vũ đoàn xòe cái quạt ra là em phải tạo một cái dáng sexy hôm đó thì hình như em vào không có khớp phải không? Đói bụng, bữa đó đang đói bụng cái. Dạ không phải, tại vì em vũ đoàn làm như vậy thôi, chỉ có tập với lại chỉ có lên ráp một lần là có anh kia ra diễn chung với em vậy thôi chứ không có phải như là cái y như trong cái clip. Cho nên là không có cái đoạn mà đứng chi tiết hát như vậy rất là đẹp nhưng mà không có cái đoạn đó. Không, đang nói cái phần ao. Ao á, ao. Bà chụp hình không kịp, dạ. Hiểu không? Ta dạ. Mở bung cái lông ra, bà đứng ở trong bà lục đồ ăn, vừa cơm nguội á, thấy không? Thành, mở ra là anh tưởng tượng phải tạo một cái dáng vô cùng sexy. Thì đó, lúc đó là mở ra hoảng hồn. Ví dụ là thành, đúng không? Đang đẹp. Hoảng hồn như. Giống như đang lục cơm nguội vậy. Hết bài hả? Đi nè, hết rồi. Tập 11 vòng hóa thân ca sĩ thần tượng, thử thách để các tài năng vượt qua giới hạn của bản thân. Lòng đã không suy nghĩ, sợ em bước đi trách nhau được gì. I don't need you baby, I don't want you baby. Đã nhắm mắt quay lưng đi, hãy cứ đi đi. Hát như một ngôi sao vô cùng hoành tráng và hấp dẫn. Đó là cái tâm làm nghề của em và cái điều đó khiến em sẽ thành công trong tương lai. Em, cho đến thời điểm này, là một trong những ứng cử viên sáng giá của anh cho ngôi vị vô địch. Nhưng trong vòng này, sẽ có một thí sinh sẽ phải dừng bước. Cuộc chiến sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt hơn. Các giám khảo vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng. Trong tập này, vì lý do sức khỏe nên MC đại diện sẽ không thể có mặt cùng chương trình. Nhưng chúng ta vẫn còn một MC duyên dáng và xinh đẹp. Hãy cùng chào đón MC Khải Như. Khải Như rất vui được chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Ca sĩ Thần Tượng.
Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với thành phần ban giám khảo ngày hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Minh Tuyết. Xin... Trời, ta nói sao như một dãy kem vậy trời. Trời ơi. Không có kem nha, nhìn kỹ đi nha. Bữa nay sao tụi mình nền nã dữ vậy, sao tụi mình bắt đầu. Có một người không có kem nha. Không, cái này là cái này nó qua tới lá dứa rồi đấy. Mà em nói nghe này, thí dụ mà bữa nay mình đừng có chặt em được không? Bây giờ không có ai bảo vệ em hết, em khổ lắm. Chị không có nói em, như chị đang nói cái hệ thống mà giám khảo mà kem. Ý là ban giám khảo đang hòa thuận thì cô Tư cổ muốn ghẻ lạnh anh ra vì anh mặc áo bơ đậu phụng chứ không phải là màu kem. Bơ đậu phụng. Trấn Thành ơi, em nói với anh lời đi Trấn Thành. Dạ, bơ đậu phụng thường nó ngán lắm anh, đừng đứng gần tụi em. Dạ, đứng đây cho đời đẹp đội hình chị. Chết rồi anh ơi, vậy là bữa nay anh bị ghẻ lạnh giống em rồi hả? Ủa, rồi, ủa mình tìm điểm chung với nhau được MC không anh? MC Đại Nghĩa đâu? Dạ em không biết, em giỡn sao anh nghĩ luôn rồi. Sao em ăn ở kỳ vậy Như? Em cũng không biết, bây giờ em không biết. Sao đàn ông nào gần em thời gian cũng đi hết trơn vậy? Em không biết nữa, chắc em xài hao quá anh Nam ơi, em khổ quá à. Vậy thôi, giờ là anh cũng bị ghẻ lạnh giống em. Chắc dạ, anh đổi lên đây làm MC luôn á. Dạ hai bữa nay anh làm MC đi, vậy là ghế trống một ghế. Thôi mình đi xuống. Mình đi xuống. Cho ta làm MC. Chết rồi, thôi em xin mời anh Nam một mình em làm cũng được à. Cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam. Vót like về mình. Dạ, bốn vị giám khảo của chúng ta đã yên vị rồi. Và ngay bây giờ ở vòng thi này là 7 thí sinh của chúng ta sẽ tiếp tục hóa thân để chinh phục các vị giám khảo ở đây. Và sau mỗi phần đó, quý vị giám khảo sẽ đưa ra những nhận xét của mình để chọn ra cuối cùng 6 người tiếp tục đi vào vòng trong để chinh phục ca sĩ thần tượng. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục đầu tiên. Một
cười. Và đây là Đan Trang với Em Không Cần Anh, một sáng tác của Châu Đăng Khoa. Cảm ơn Vũ Đoàn Ô và nhóm về Cadillac rất nhiều ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh máu lửa quá rồi đúng không ạ? Hình như cô này mới tham dự cuộc thi đúng không? Ủa lạ quá anh. Lạ đúng quá. Rồi, lột xác sao mà lột người ta nhận luôn. Không ra. Đan Trang, em giải phóng hoàn toàn hình thể của mình. Từ vòng đầu và đến những vòng gần đây, em vẫn trong những cái tà áo, những cái chiếc váy và rất là những cái bài ballad nhẹ nhàng thôi và rất là nội tâm giống anh. Nhưng mà tối ngày hôm nay em đã thực sự với những cái bước nhảy vô... Cứ làm giật mình hoài hả? Dạ nói tiếp đi anh ạ. Anh nội tâm anh nói tiếp ạ. Xin lỗi cô Tư. Nội tâm nhưng mà mình phải dàn xuống rồi trầm xuống một chút xíu. Thực sự là với những cái bước nhảy của em hoàn toàn là thuyết phục được anh. Nó phá vỡ cái hình tượng nội tâm của anh và lãnh đạt cần có. Trời ơi trời ơi. Anh không cần nhấn lại cái sự nội tâm của anh đâu. Khán giả cả nước ai cũng biết điều này ạ. Phá vỡ hình tượng nội tâm chứ trời ơi trời. Thì em tương tác với Vũ Đoàn, em di chuyển dường như là em phủ khắp trên sân khấu với những cái động tác hình thể của mình và vẫn giữ vững những cái phần hát. Nhưng mà anh thấy là cái tình cảm của anh đã đặt vào trong cái phần trình diễn vừa rồi rất là nhiều. Và nó rất xứng đáng là một tiết mục mở màn vô cùng hoành tráng và hấp dẫn. Xin mời nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Trước khi em bước lên em trình diễn bài hát này thì chị có đi ngang qua em khi mà lên cái ghế ngồi. Chị thấy Đan Trang ngồi dưới, vừa ngồi mà vừa có như là tập động tác rất là chăm chú. Và đó là những cái công lao mà cái kết quả bây giờ em có được trên sân khấu. Đó là cái tâm làm nghề của em và cái điều đó khiến em sẽ thành công trong tương lai. Nhá. Chị rất là phải nói rằng là khen ngợi cái tinh thần của em. Và với bài hát vừa rồi, cái điều mà chị khen nhất ở Đan Trang là như thế này. Em không nhảy thường xuyên, nhưng mà khi em nhảy cả một bài mà cái làn hơi của em nó không bị hụt hẫng, có nghĩa là em không bị hát chênh phô, em vẫn giữ vững cái cột hơi của em. Điều đó là một cái điều rất khó, vừa nhảy vừa hát live mà để giữ vững cái cục hơi, mà để cái giọng hát mình nó không bị chênh phô, nó rất là khó, kể cả so với những ca sĩ chuyên nghiệp. Mà em đã làm được điều đó thì phải nói là chị tặng em một tràng pháo tay thiệt lớn. Và có một vị giám khảo cũng nhảy nhót không kém, đó chính là giám khảo Trấn Thành. Em mời anh ạ. Tôi nhảy là tại vì nhìn kế bên cái người phụ nữ không bao giờ nhảy cũng nhảy theo, đó là bà Tư Cẩm Ly. Trời ơi, bà làm gì bà trời, quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Trời em biết không, em làm cho chị Ly mà phải feel theo em luôn thì cái điều đó khó. Tại vì chị Ly chỉ là bình thường, chị bình sinh chỉ là cái người rất là nghiêm túc hả, mà chị feel theo một cái bạn thí sinh nào đó, rõ ràng là em lôi chị vào cuộc. Em không cho chị được phép làm giám khảo, em bắt chị là khán giả của em. Và chưa bao giờ em làm anh thất vọng cả, bởi vì bất cứ một lần nào em lên sân khấu lại là một cái mới để coi, lại là một sự nồng nhiệt mới, lại là một sự nghiêm túc mới, một sự hoàn chỉnh mới. Em cho mọi người thấy đúng như chị Minh Tuyết nói là cái tâm làm nghề, cái máu, cái sự nỗ lực, cái quyết tâm em dành cho cái cuộc thi này. Hát như một ngôi sao, mặc dù em có thể hơi tròn thật nhưng mà chưa bao giờ em có vấn đề về ngoại hình của mình cả, chưa bao giờ nó cản trở em một cái gì cả. Người ta vẫn tin em là Hồ Ngọc Hà trên sân khấu, bởi vì em với Hà giống như hòa lại là một. Rất cảm ơn em về tinh thần này. Và em cho đến thời điểm này là một trong những ứng cử viên sáng giá của anh cho ngôi vị vô địch. Vâng, xin cảm ơn tất cả những ý kiến của ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Ở Trọ và ca khúc Ngẫu Nhiên, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng hát của thí sinh Ánh Nguyệt. Xin mời. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ý a, ý a, ý a.
đầu tường không, mưa nắng ở trò bên trong mắt người. Nhân gian về trò gần nhau bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ý à, ý à, ý à. Mây kia ở đầu từng không, mưa nắng ở trò bên trong mắt người. Từng không ý à, người xin ý à. Tìm em người trò là tôi, mai kia dù có ra sao cũng gần. Ý à, ý à, ý à. Môi xinh ở đầu người xinh, đi đứng ở trò đôi chân thủy kiều. Người xinh ý à, kiều xinh. Xin cho về trò gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đành. Ý à, ý à, ý à. Trăm năm ở đầu nghìn năm, đêm tối ở trò chung quanh nỗi buồn. Ngàn vòng sinh tôi như người bóng lênh đênh giữa đời. Ý à, ý à, ý à, ý à, ý à, ý à. Con biết bao người dìu dắt quấy quanh đây. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Chị Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Nói về cái bài hôm nay thì Nguyệt còn có một cái điểm nhỏ này là tại lần trước và lần này luôn thì Ly muốn góp ý cho Nguyệt. Cái này nó không có nằm trong trong cái phần hát. Nhưng lúc mình di chuyển ra, Nguyệt để ý tí xíu, mai mốt mình xem TV lại mình sẽ thấy là Nguyệt đi á, để ý cái dáng đi của mình nó khoan thai một tí xíu. Mình đi vội quá, gấp lắm. Bởi tuần trước cũng vậy, đi vội vã của ra để mà hát kịp cái câu của mình. Mình phải canh cái nhạc để mình ra sân khấu trước khi để mình hát. Và hôm nay cũng vậy, cái lúc mà để mà đi từ trên những cái bậc tam cấp đó xuống đó, mình sẽ canh như thế nào. Nó không có gì hết nhưng mà nó sẽ không được đẹp. Tự nhiên mình hát cái giọng hát rất là đẹp, rất là hay, tự nhiên lò dò xuống từng bậc thấy khổ ghê. Rồi cái ở ra tới đây chị Ly, tại vì là nó cao em, không phải anh Minh Vi nói là đứng ở trên đó hát hai phiên khúc rồi xuống, nhưng mà
Tại vì cái chân em đang bị thương nên em đứng không vững nên em phải bước tiếp. Thì cái chân bị đau á chị nên đi nó bị... Nhưng mà bước lò dò mới sợ. Dạ. Rồi khi Nguyệt xuống đây thì mình khi mà đứng xuống đất an toàn đứng đây thì từ từ mình khoan thai mình đi ra. Cái gì mà đi vội giống như ai rượt vậy đó. Cái đó nó là chỉ là giọng hát mình đẹp thì mình cũng phải làm cho nó chỉnh chu cái dáng đi của mình nó đẹp luôn. Để người ta thấy nó vội vàng quá thôi. Ha. Chúc mừng tiết mục của Nguyệt. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Nói về đẹp, chị Minh Tuyết. Nếu như các bạn, nhất là bạn nữ, mà bước từ trên cao bước xuống thì nên có một người dancer. Bởi vì các bạn đều mang giày và tiếc nhìn cái bậc đó rất là cao. Và còn tất cả những cái khuyết điểm vẫn thấy ở Nguyệt. Cái giọng của Nguyệt nó vẫn sáng, nó quá sáng. Mặc dù không biết làm sao cho nó đục lại một chút xíu để giống cô Khánh Ly. Thì cái con đường mà đi đến chung kết nó cũng không phải là khó khăn. Cho nên mà rất là mong muốn là Nguyệt phải thực sự là ý như cô Khánh Ly. Thì cái điều đó mà sẽ khiến cho mọi người phải vỡ òa nha. Chúc mừng Nguyệt. Xin cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc độc thoại qua giọng ca của thí sinh Văn Phòng. Xin mời. Rằng anh nhớ em yêu đương thủa ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang đơn côi sớm tôi anh bây giờ như thế thôi hoang mang trống vắng biết bao lần anh đã tự hỏi giờ về đâu đó còn khốn khó có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa giờ người đâu đó có thật hạnh phúc có nghĩ về anh dù là trong phút giây vì anh ngu si lòng đã không suy nghĩ sợ em bước đi trách nhau được gì vì anh ngu si lòng đã không suy nghĩ giờ ôm nỗi rồi cha mà sao nỗi đau cứ theo nhau về tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá lòng sao vẫn yêu người xa còn khốn khó có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa giờ người đâu đó có thật hạnh phúc có nghĩ về anh dù là trong phút giây vì anh ngu si lòng đã không suy nghĩ giờ em bước đi trách nhau được gì vì anh ngu si lòng đã không suy nghĩ giờ ôm nỗi nỗi đau biệt ly. Lady Exhibit. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Sợ em bước đi trách nhau được gì? Vì anh ngu si. Lòng đã không suy nghĩ giờ ôm nỗi đau biệt ly tình yêu hôm qua là thật hay dối trá mà sao nỗi đau cứ theo nhau về tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá làm sao vẫn yêu người xa vì anh muốn si lòng đã không suy nghĩ giờ em bước đi trách nhau được gì vì anh muốn si lòng đã không suy nghĩ
lòng sao vẫn yêu. Vẫn yêu người xa. Xuất sắc. Vâng, xin cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm bè Cadillac. Chị Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hồi nãy bà Cẩm Ly bà búng vô con tôm luộc cái bên tôi vậy đó. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy Cẩm Ly phấn khích như vậy đó nha. Không phải, thật sự ra đó, cái những cái người mà cái máu âm nhạc đó thì khi á, biết rằng nhiều khi mình không hát cái dòng nhạc đó, nhưng mà đặc biệt có một cái là cô nói nhạc mà tiết tấu đó, và khi mà người ca sĩ mà hát đúng cái tiết tấu với cái nhạc đó, nó có một sự cộng hưởng rất là mạnh và nó sẽ khiến cho khán giả ở xung quanh cũng phấn khích theo. Ví dụ nhạc nó đánh dứt khoát mà nó đánh nhanh vậy, mình cứ hát rề rà giống như nó lọt thỏm ra ngoài, nó không tạo được cái sự cộng hưởng, nó không phấn khích được khán giả và nghe họ rất là khó chịu. Nhưng mà con đã làm được điều đó, cho nên là khỏi cần phải ý kiến ý còi gì hết, là tất cả khán giả đây đã đứng dậy và hát theo mình. Và đặc biệt tôi hết hồn, trong một cái phút thoáng nào đó cô quay qua Thành, cô lo ra, cô quay lại cô nói ủa sao đâu có hai cái micro, Thành giấu ở đâu kỹ, con giấu đâu vậy? Con để trời sao? Đất ơi, hèn chi đâu có thấy đâu, lo quay qua nói chuyện với Thành nữa, sao nó hát cái chữ quá giống quá. Ai ngờ quay qua thấy cầm hai micro. Chơi chiêu, cái này chơi chiêu á. Chiêu. Chiêu này là thỏa mãn cái anh này, mà nó không có cầm hai micro hát như Tuấn Hương anh đâu có chịu. Trời đất ơi, mà em trai bữa nay cưng lắm, càng ngày càng bản lĩnh sân khấu ha. Nhưng mà anh Thành muốn góp ý để em tốt hơn nữa. Nếu em vào trong, em biết em thiếu cái gì không? Tình cảm em có, máu em có, em thiếu cái chất điên của Tuấn Hưng. Tuấn Hưng mà đã lên tới cái lúc này là sẽ điên, và sẽ có những cái trò nó rất là không bình thường. Đó là những cái khác biệt của thần tượng của em. Tại vì sẽ có những người thần tượng khác họ không làm như vậy, có muốn bắt chước cũng bắt chước hỏng được. Còn anh Hưng á, tới cái đoạn mà đập disco hồi nãy là anh làm nhiều trò dễ sợ lắm. Chị thấy, chị sorry Thành, chị thấy Tuấn Hưng diễn rồi. Khi mà bắt đầu lên cái đoạn như vậy, Tuấn Hưng hay nhảy. Và cái con mắt của Tuấn Hưng á, là mà cái cầu nối giữa khán giả với Tuấn Hưng. Tuấn Hưng sẽ nhìn xuống khán giả, sẽ kêu khán giả quẩy theo. Quẩy theo và ông nhảy vòng vòng nhảy cái như này. Ông phải là quẩy lên. Yeah, quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Không phải vậy, em hiểu không? Phải có những cái đó, những cái mà thăng hoa của nghệ sĩ trên sân khấu. Và anh nói em nghe, em bắt chước Tuấn Hưng thì mới có những cái đó. Nhiều người người ta muốn có thêm cái để người ta bắt chước không có. Em phải khai thác triệt để. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh tiếp theo. Anh ta đã nhiều lần hát lại những bài hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn trong cái dự án She Sing Share. Và lần này anh ta lại tiếp tục hát một bài hát trong dự án đó, bài hát mang tên Qua Cơn Mê. Hãy cùng đến với giọng ca của thí sinh Trần Thuận, xin mời. Một mái qua cơn mê, xa cuộc đời bấy bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, với một thờ linh đơn. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vui. Trường quen vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê,
sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cay, hãy đem cho mọi người. Người sau cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương rất vui. Trường quen vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, rồi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cay, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cay, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cay, đem cho mọi người. Tặng em. Dạ, cảm ơn guitar Đức Tài và violon Hy Đạt. Em cảm ơn hai em rất nhiều ạ. Ai tiếp theo lên bị hâm mộ đó hay chị. Quá cái tặng bông nãy y như mấy bài đi giao rau răm cho mấy tiệm hộp dịch lộn vậy đó. Trời ơi, cái gì đâu mà ép nhỏ nhận hả? Dạ đâu có, cái này hâm mộ quá nè, bây giờ tặng bông cho em đó. Rồi thí dụ đi, người ta cảm ơn thí dụ đi. Nói tiếng Việt luôn đi, là violon. Còn nói tiếng Anh là violin. Violon. Em khổ quá. Trời ơi. Ráp cái đầu cái đuôi kia. Mà để ý kỹ vậy ra thành hả? Không phải mà nghe. Như ơi. Dạ. Anh cũng bênh vực em chút xíu. Người ta giám khảo mà lúc ta người ta nhận xét về Đan Trang, người ta khai lắm. Giám khảo Trấn Thành nói anh không khi nào thôi thất vọng về em. Và ngày hôm nay anh nói thiệt với Đan Trang rằng là chưa bao giờ anh thôi thất vọng về em. Hồi nãy ta nói sai liền là người ta chỉnh liền cái câu thứ hai liền đó. Nhớ không? Anh không bao giờ là em làm anh thất vọng đó. Vậy bây giờ em bây phải giờ cảm em ơn chỉnh liền không? Đi cho anh Thành anh hài lòng. Dạ em xin cảm ơn anh Vi Ô Long Hy Đạt. Ừ đó vậy đi. Dạ bây giờ mình nhận xét về thí sinh đi nè. Nhận anh xét Thành. Chứ dạ. Phải nhận xét chứ. Ừ nói chung là mày này không thích lắm em. Không phải chê, em phải hiểu. Không thích ở đây là không thích. Ngay cả phiên bản thật là anh Hà Anh Tuấn hát cái bài này giống như là một cái sự chào sân mới, anh trải nghiệm. Thì dĩ nhiên nó không phải là cái sở trường của anh Tuấn. Anh chỉ là không thích cái bài này nó được hát ở cái đêm gần chung kết thôi. Nhưng em vẫn hoàn hảo về cái mặt giống Hà Anh Tuấn. Em rất là tinh tế. Một cái bài mà nó hoàn toàn không thuận lợi cho cái việc để bắt chước, tại vì nó không phải là nhạc sở trường của thần tượng em, mà em làm vẫn rất là trọn vẹn. Và em là một trong những thí sinh mà những thí sinh khác phải dè chừng.
Cái này cũng phải khen em. Có thể là mọi người thấy là Thành Tuấn từ đầu tới bây giờ cứ dạng nhạc tình như thế. Cho nên ở đây là một trong những cái vòng mà cho mọi người thấy là có một cái sự đổi màu. Đó, cho nên chị nghĩ là mới có chọn cái ca khúc nào trong bài này. Tại vì Hà Anh Tuấn không có cái màu này, không có nhiều bài để mà chọn lựa. Cho nên là đây cũng là một cái thử thách của em, để cho giám khảo thấy được rằng à, tôi có đổi màu. Chỉ là cái bài này đối nó không ấn tượng tới đổi với những giám khảo có thể là như vậy. Nhưng mà em đã có cho mọi người thấy là em đã có đổi màu. Ủa? Rồi còn những cái vòng tiếp theo, nếu mình được đi vào tiếp thì chị nghĩ chắc là sẽ có đường binh khác nữa. Nhưng mà anh vẫn thấy cái điều này cũng là một cái điều may mắn bé ạ. Em hiểu không, em thi á mà biểu đồ em đi lên không á, tới một lúc nào đó em không còn cái để em lên nóc, em không còn cái để em rớt xuống nóc đấy. Vượt qua cái em đã làm quá cao. Lâu lâu nó phải có như biểu đồ vậy đó, lên xong lâu lâu mình là xuống tí để mình bùng nổ lại cái chót ha. Chúc em may mắn. Cảm ơn các vị giám khảo của chúng ta. Và ngay bây giờ hãy cùng thay đổi bầu không khí để đến với thí sinh Thanh Bổng qua bài hát Anh Thì Không. Xin mời. Hey!
xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và nhóm nhạc Cadillac. Đầu rất là đậm quá. Chất giải trí. Tôi không biết sao mỗi lần bà mộng ra tôi cười hoài à trời. Mỗi lần bà ra cứ mỗi tuần là có một chuyện vui để cười, tôi nói thiệt. Bữa nay bà đặt bận ha, mang hai cái đôi cao ốc giống như không mình tiếc. Trời ơi, y chang nè, bữa đây nè. Mở ra coi. Đây, tôi nói cho nghe. Nếu mà ai là fan của Minh Tuyết, rewind lại cái áo này và cái bộ đồ này. Tôi đâu có mang cái đôi giày này. Không, nó nghe nè. Cái ông stylist, ông ác vừa vừa không, thôi. Không, tại vì cái này nè, đôi giày á, kiếm được là hay rồi, là giống y chang bà Tuyết. Bà Tuyết bà có đôi giày, bây giờ bà đang mang luôn kìa. Cái đôi nhưng giày. Nhưng mà tụi em phản thời trang, tụi em bị gãy fashion. Đáng là cái đôi giày này em để cho những cái đầm dạ hội như thế này thì nó mới đúng. Còn cái áo này nó ngắn như này mà mang đôi... Có nghĩa là phải tùy. Yeah. Thứ nhất là những cái đôi giày như vậy mình chỉ bận đồng dạ hội để mình che nó lại, để mình đi cho nó thoải mái. Còn những cái đầm mà mình xẻ chân, xẻ này ra thì mình phải mang những đôi giày nó thanh mảnh, nó đẹp. Với thứ hai nữa mới nhảy được. Em mang như vậy chị đứng đây chị sợ em té muốn chết luôn á. Nhưng mà vui lắm em ơi, em làm gì anh không biết chứ vui muốn chết. Anh không biết, anh muốn em phải có mặt trong đêm chung kết. Anh không cần biết làm cái gì. Anh không cần biết em làm cái gì, cứ em làm là anh thấy vui vậy. Từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có nghĩ như vậy không ạ? À? Ban đầu á, mà các dancer nam mà đem mấy cái quạt lông nhiều ra á, là mình đã thấy thích thú rồi. Tự nhiên rất là nhớ Diamond Show của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đó là lông với lại diamond, các cái hạt lấp lánh rất là nhiều. Sau đó là mộng xuất hiện tạo dáng bên trên kia. Tạo dáng đằng sau vuốt như thế này rất là hấp đâu, dẫn. Đâu tạo sao chưa thấy, tạo ra. Đứng xoay ngược lại sau đó là như này rồi vuốt cái tay xuống phía sau. Nhưng mà lúc mà bước xuống thì đúng là thật sự là nó bị gãy cảm xúc của em do là giày cao và bậc thang cũng cao nữa. Cho nên là giá như mình tính toán sau đó để mình có thể bước xuống nó thoải mái hơn như là Diva Minh Tuyết ở đây chẳng hạn. Đó, mình bước xuống rất là khoan thai. Lâu sự cố mà bác bẻ cái đó tôi cũng đồng ý. Sự cố mà miệng nhỏ đứng nhưng, nhỏ hát tiếp được thôi chứ. Đúng, nhưng mà sau đó là các động tác còn lại, biểu diễn rồi quăng nảy, đặc biệt là vuốt tóc rất nhiều nha. Thì vuốt tóc xuất lên, đó. Đã vuốt tóc, vuốt đùi không lo cái đi té, trời dò nhỏ. Mộng ơi, nhưng mà cái đoạn kết thúc á, là lúc mà vũ đoàn xòe cái quạt ra là em phải tạo một cái dáng sexy hôm đó thì hình như em vào không có khớp phải không? Đói bụng, bữa đó đang đói bụng cái. Dạ không phải, tại vì em vũ đoàn làm như vậy thôi, chỉ có tập với lại chỉ có lên ráp một lần là có anh kia ra diễn chung với em vậy thôi, chứ không có phải như là cái y như trong cái clip. Cho nên là không có cái đoạn mà đứng chi tiết hát như vậy rất là đẹp, nhưng mà không có cái đoạn đó. Không, đang nói cái phần ao. Ao á, ao. Bà chụp hình không kịp, dạ. Hiểu không? Ta dạ. Mở bung cái lông ra, bà đứng ở trong bà lục đồ ăn, lục cơm nguội á, thấy không? Thành, mở ra là anh tưởng tượng phải tạo một cái dáng vô cùng sexy. Thì đó, lúc đó là mở ra hoảng hồn. Ví dụ là thành, đúng không? Đang đẹp. Hoảng hồn như... Giống như đang lục cơm nguội vậy. Hết bài hả? Đi nè, hết rồi. Chưa có chuẩn bị, chưa có chuẩn bị mà mấy nhỏ nó mở ra cho nên thấy chưa ủa có sao khẩm, nó sao nó sáng trưng vậy, lực đực tạo dáng liền thì bị xuống cái giò nó nhúc nhích thôi nghiệp. Mà bà vui lắm, bà giải trí lắm bà ơi, bà đi diễn hài đi bà. Nhưng nãy giờ là nói về những cái thứ xung quanh thôi, bây giờ nói về chất giọng. Dạ. Hôm nay á, mộng mà chắc là nó bị chi phối rất là nhiều cái đôi guốc nè, không còn những cái nét giống. Cái thứ hai là khi những cái đoạn cao mình không tới cho nên nó bị vỡ hết, bị hư hết những cái đoạn cao này, em với một cách rất là chật vật phần nhìn. Thì tại vì có nhiều điều thú vị để mọi người bàn tán mà mình vẫn nói thẳng vào cái bài hát. Nhiều khi chị nói nhiều khi có nhiều thứ nó chi phối mình là mình sẽ quên mất cái vấn đề khác. Chừng nào mà em tập thuần thục và nó không chi phối em vấn đề gì hết thì nó sẽ đỡ hơn. Còn nó bị chi phối là nó ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình. Mà hôm nay thực sự là cũng có một lời ngợi khen cho cái sự mà gọi là cố gắng rất nhiều của em. Em phải tập múa rồi diễn cả mấy bạn đó là lả lơi này kia. Mang đôi guốc đi, trời ơi nó thiệt hồi hộp quá trời, thiệt sợ luôn á. Em bước tới nước thứ hai là chị quản. Chị nghĩ nếu mà như các bạn múa đó mà ăn gian á, mấy bạn nam tới lúc mà em đi xuống á. Đúng rồi. Dìu em nắm, nó cũng trong một cái bài múa là tôi đang theo câu này, tôi dìu xuống từng bước thì nó đỡ cho em hơn. Chị nói ủa sao lúc đó bạn nam, có bạn nam nào tới dìu em hết. Cái đó một cách mình ăn gian luôn cũng rất là hay. Nó đỡ cho em nữa và nó vẫn đẹp của bài múa. Đó là phần nhận xét của chị. Cảm ơn nhận xét của các vị giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo qua ca khúc Sa mạc tình yêu, thí sinh Bác Hơn Ngọc Tân.
anh sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho dành một lần yêu phai, trăm lần khổ đau. Giọt sương ban sớm lấp lánh trong hoa, nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng ấm thì tại sao thêm nước mắt cho đáng đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết cùng môi anh thôi, cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu, vẫn đợi chờ. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tan theo năm tháng phai mờ. Đừng, đừng để em phải trăm lần khổ đau. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có nước xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau trong từng đêm? Em thao thức gọi chiếc đêm thơ, nghe từng sợi tóc đen đau xa rơi xuân sâu. Chúng ta sẽ phép ngồi xuống đây với mọi người nhé. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có nước xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau trong từng đêm? Em thao thức gọi chiếc đêm thơ, nghe từng sợi tóc đen đau xót xa theo những giọt sương. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho dành một lần yêu. Rất nhiều. Bài này là bài mà xưa em hay đi hát karaoke, nên bây giờ là trong phòng trà nào em cũng phải hát là bài này. Hôm nay em thấy là có một số anh chị ở bên dưới hát theo em, chắc là ngày xưa anh chị cũng hát karaoke bài này. Giống dạ mà. Giống quá trời ơi, để chị dựng em vậy. Chị dựng em vậy. Như thường lệ thì chị thì muốn kiểm vào. Tra à đúng rồi dạ. Kiểm tra là bữa nay em có mang guốc không? Dạ có. Thật không? Dạ thật. Em có thể khoe với mọi người không? Em mang lại đôi bốt cái tuần trước. Cái gì? Đôi bốt cao gót. Một đôi bốt cao gót có tiến bộ rồi nè anh Trấn Thành. Tại vì cái vết thương ở tuần trước của em vẫn chưa có lành. Hiểu hiểu Hà mà hiểu. Ừ. Tội Hà lắm nha. Hà toàn là phản thời trang thôi. Lần trước thì Hà chơi một đôi bốt, lần này chơi một đôi bút. Ừ.
Tân ơi thế này Tân ạ, trong em nó có cái này khó diễn tả lắm. Phong độ em không đều, cái lúc em giống là em giống tuyệt vời, giống thiệt là giống và da diết tới mức độ mà người ta thấy là hiện thân của Hồ Ngọc Hà luôn. Cả cách em nói chuyện, cách em đẩy cái đầu, đưa cái tay này nọ. Nhưng mà cái cột hơi em nó không vững chắc. Và quan trọng nữa là em hát hôm nay nè, cái bài này em bị vội. Khi mà em lên cao một cái gì đó, em phải đợi nó đủ lắng, rồi sau đó em mới đẩy những chữ cuối cùng để ao bài. Em lên cao, nó chưa kịp lắng động, em hát tiếp. Thành thử ra nó làm gãy cảm xúc. Nên anh vẫn thích em hôm nay, nhưng nó không bằng những điều tốt đẹp và tuyệt vời em đã làm trước đó. Tại vì ở Bachelor Ngọc Tân là chị cũng đã nói là chị thích ở đó em, và em có nhiều nhất ở Hà, đó là cái sự dai diết. Và đáng lẽ cái đó nó sẽ rất là thuận lợi trong cái bài hát này cho em. Và em nên nhớ trong một bài hát, câu đầu của bài hát và câu cuối của bài hát rất rất là quan trọng. Em lấy điểm người ta câu đầu tiên, nhưng em lưu lại là cũng phải là câu cuối cùng. Đôi khi em làm tròn một bài rất là hay, nhưng câu cuối cùng, câu ao của mình phải làm sao cho nó thật đẹp và thật ấn tượng. Chứ đừng có để nó bị gãy. Nhiều khi cả toàn bài mình đang hát hay, mình đang thao thức, nhưng mà cái câu cuối mình ao nó không có được đẹp, nó không có được hay. Nó làm cho người ta hẫn và người ta sẽ mất cảm xúc ngay lập tức. Cho nên mai mốt, hồi nãy em bị cái câu ao của em nó cũng có một tí xíu vấn đề, nó làm cho chị cũng hơi hẫn. Cho nên là mai mốt cẩn trọng, tất cả tụi em cũng vậy. Mình có chiếm trọn khán giả hay không, lưu lại một tí xíu hay cái gì đó, mình có những cái gì, có những cái hư ở trong cái đoạn giữa của mình á, thì cái kết của mình nó cứu lại rất là nhiều. Cho nên em cẩn trọng về cái điều đó ha. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Đầu tiên là chị thấy cái để trong đây là Sa mạc tình yêu, chị nói wow. Tại bài này nói dễ không dễ, nó cũng khó lắm đó. Cái quan trọng nữa là khi mà mình hát với ban nhạc hỗ trợ được mình. Nhưng mà khi mình hát với một cây keyboard không á, thì á, mình dễ bị lòi ra những khuyết điểm của mình lắm. Em rút kinh nghiệm một điều, nếu mình hát với band, the whole band, là cả band đánh có nhịp, thì mình bắt buộc phải theo cái khuôn khổ đó. Nhưng nếu em được quyền hát với keyboard không, thì em có quyền xử lý tự sự theo cách của mình. Em có quyền nghĩ, ngắt câu, ngắt cái khoảng đó bao lâu, tùy theo cái cảm xúc của mình trong lúc đó. Thì cái này là chị nói riêng cho em, để mình rút kinh nghiệm sau này, nếu mình được hát với keyboard không, mình có quyền làm điều đó. Miễn là mình hát âm sắc và cách hát giống Hồ Ngọc Hà là được rồi nhé. Cảm ơn Tân rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và Tân ơi, em lại có thêm kinh nghiệm rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình tượng của ca sĩ Quang Lê qua thí sinh Hoài Lê. Xin mời. Chim trời theo gió, biết nơi đâu đâu mà ước mơ. Cùng đàn thầm rơi, rơi mãi tim tơ lòng bâng khuâng trong gió bay ta. Gió hời làm sao bỡ lạnh lùng, tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi với quạnh yêu, nắng để lòng tôi với quạnh. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Hoài Lê, giám khảo Hoài Nhật Nam. Trong bài vừa rồi thì với sự trợ giúp của bốn cô gái xinh đẹp
Trong bốn tà áo cưới rất là khó cho Hoài Lê chọn lựa đúng không? Và anh thấy là những cái diễn xuất của em á, những cái tương tác với là vũ đoàn, từng cô đến rồi sau đó từng cô đi rồi sau đó các cô đó đi rồi, ánh mắt của em vẫn không ngừng nhìn theo từng cô như vậy cho đến khi kết luôn thì mình vẫn nuôi cái cảm xúc đó, vẫn nuôi cái nét diễn của mình. Thì anh thấy là em thực sự hòa nhập vào trong bài hát luôn. Từng cái tuyến đi, tuyến diễn của em trên sân khấu thì anh nghĩ là nó không bị thừa thải một chút nào cả về phần diễn. Chúc mừng em. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Cái bộ vest hôm nay mặc rất là đẹp, đẹp trai. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam và xin mời phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly ạ. Em hát về cái phần mà luyến lấy kỹ thuật á, không có làm khó em, nó rất là mượt mà và nó rất là tròn trịa, nó rất là giống Lê cực kỳ luôn ở những cái điểm đó. Thì chị không hiểu là hôm nay em có vấn đề gì về giọng hát hay không. Thì khi em hát lên á, thì chị hơi khó chịu rồi, tại vì thật sự em làm được cái điều đó dư sức. Nhưng mà sao á, bài vở thì vẫn tròn, nhưng những cái luyến lấy của em nó bị gãy, nó có vấn đề, nó không như lúc trước mà khả năng của em có thể làm được. Giống như là cái làn hơi của mình nó không đi đều được, nó bị vỡ ngay cái nốt đó và những cái nốt sau nó xuống liền. Em nghĩ là vì cái giọng, tập cái giọng vang á, phải không? Lê không quen hát những cái điệu nhanh, vì Lê luyến lấy nhiều á, cho nên khi mà em qua tới cái điệu nhanh á, em luyến không kịp, cho nên em bị gãy và em cứ bị cảm giác của mình sợ mình bị rớt nhịp á, nên em hát cái nhịp nó không có thực sự chắc. Trong gió thì em phải lấy, vừa xong là mình phải lấy hơi. Khi em kéo nhiều quá em không đủ cái câu để cái hơi để mà em lấy, để cho cái câu sau thì em sẽ bị cái câu sau gần như là trễ một chút xíu. Dạ vâng, anh Trấn Thành, anh ngồi anh nghiệm như vậy, anh có gì bênh vực cho thí sinh Hoài Lê không ạ? À? Bởi vì cái bài hôm nay thì nó hay, nó tròn chỉnh nhưng nó có đã. Cái vấn đề là nó thiếu đi những cái khoảnh khắc để người ta thấy được chữ ký của Quang Lê. Nó chỉ là vậy thôi. Thành thử ra là thành nghĩ là lần sau nếu như bạn vào vòng trong nên lựa cái bài nào mà nó có nhiều cái chỗ để mình phô diễn cái kỹ thuật của Quang Lê nhiều hơn ha, để người ta nghe rõ hơn thì người ta sẽ cảm thấy thú vị hơn, tự tin hơn nữa bạn nhé, đam mê hơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Và 7 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi của mình và bây giờ là đến giây phút gây áp lực của ban giám khảo, phải chọn ra 6 thí sinh để đi tiếp và loại 1 thí sinh, và chúng ta hãy dành ít phút cho ban giám khảo nhé. Và ban giám khảo chúng ta giây phút này sẽ đưa ra quyết định của mình để đưa 6 thí sinh của chúng ta tiếp tục chinh phục ca sĩ thần tượng vào vòng tiếp theo. Xin mời ạ. Mỗi một lần tôi phải làm một cái chuyện gì đó mà nó phải chia tay, là mang đến cái sự chia ly cho ai á, hay là làm hết ai, đau buồn ai á, tôi khó khăn lắm cơ. Nhưng thôi, lỡ nhận tiền sen vàng rồi, tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình. Hôm nay anh Thành cảm ơn các bạn lại tiếp tục đóng góp cho chúng tôi những tiết mục rất là thú vị và phải dùng từ là chất lượng. Nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có vài người không giữ được phong độ của mình. Giữ được phong độ tốt nhất vẫn là Đan Trang. Và Phong, cả hai em là hai người hiện nay đang giữ phong độ tốt nhất. Và cả bạn Trần Thuận cũng vậy. Hiện nay bốn nhân vật đang có vấn đề là bạn Hoài Lê, bạn Thanh Mộng, Basker Ngọc Tân và cả chị Ánh Nguyệt. Và hôm nay thí sinh dừng lại sẽ là thí sinh có hướng phát triển không còn tốt nữa, nên chúng tôi phải buộc lòng cho bạn dừng lại. Và hy vọng rằng là cuộc thi này sẽ là cái hành trình để giúp cho bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trên con đường ca hát chuyên nghiệp của bạn sau này. Thí sinh đó đang nằm trong lớp bắt lỗi, chắc chắn là như vậy. Đó là
một thí sinh nam. Mời chị Ánh Nguyệt và Thanh Mộng bước sang bên an toàn. Em muốn hai em nói một tí về đối thủ của mình, cho anh biết là theo em thì ai xứng đáng để được đi tiếp vào vòng trong và tại sao. Em có quyền bảo vệ cho mình, không việc gì phải cứ lúc nào cũng nói tốt cho đồng đội. Nếu em cảm thấy em thật sự yêu mến cuộc thi, muốn ở lại, cho anh biết lý do để tụi anh giữ chân tụi em ở lại. Bắt đầu. Dạ em nghĩ là anh Hoài Lê sẽ xứng đáng bước vào trong nhiều hơn em. Vì? Bởi vì cũng như anh nói là phong độ của em không ổn định. Em bị chi phối bởi quá nhiều thứ trên sân khấu. Và khi mà em cảm thấy được là mình đi đến được đến đây là nhờ em tiếp thu được những cái lời khuyên quý giá của ban giám khảo. Và em thấy là em đi đến đây được đã là một cái điều mà em vượt qua được bản thân của em. Trước giờ em chưa bao giờ làm được những điều kỳ tích như thế này. Và đối với em thì anh Hoài Lê là một thí sinh có tiềm năng nhiều hơn về giọng hát. Và hiện nay thì đã có bé Đan Trang ở hình tượng chị Hà Hồ. Và em mong là Đan Trang sẽ đi sâu hơn vào bên vòng chung kết. Khi mà em bước đến cuộc thi này thì em với Đan Trang không phải là đối thủ với nhau, mà em rất là mong, em có một cái tâm niệm trong lòng là em mong Trang sẽ có được một cái vị trí cao trong cuộc thi này, bởi vì em muốn Trang có tiền chữa bệnh cho mẹ. Còn em đến với cuộc thi này là để em học hỏi và để em được gặp gỡ mọi người. Cho nên là khi mà được cái vòng thi thế này rồi, đi chặng đường dài như thế này rồi, thì em thấy là em nên nhường cái cơ hội tốt hơn cho anh Hoài Lê và cho cả bé Đan Trang nữa. Mời Lê. Dạ, lời đầu tiên thì em cảm ơn anh Trấn Thành, cảm ơn cô Ly và chị Tuyết và cùng ekip chương trình, và nhất là thầy Minh Vi. Được đi tiếp hay không thì Hoài Lê cũng rất là mong là tất cả mọi người đều vui vẻ. Em có muốn đi tiếp không? Dạ, khi mà tới cuộc thi này thì chắc chắn là tâm lý đối với những người là luôn muốn là mình có thành quả cao nhất, nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái khả năng của mình nữa, nên là vậy tới đâu là... tới đâu hay tới đó. Vậy em nghĩ là em còn khả năng để làm tốt hơn nữa hay không? Dạ, nếu như có cơ hội thì sẽ làm hết khả năng của mình. Và cũng muốn đem cái tiếng hát của mình để là, thứ nhất là cái đam mê riêng của mình đã, rồi cái khán giả đón nhận thì cũng chưa biết, nhưng mà cũng luôn muốn là đem những niềm vui tới tất cả mọi người. Cảm ơn những câu trả lời quầy vốn của em. Thật sự ra em muốn đi tiếp, anh biết điều đó, và cả Tân cũng vậy. Nhưng anh cảm ơn Tân vì em đã rất là khiêm tốn và em đã rất là trưởng thành để nhìn cái cục diện của cuộc thi mà nói với anh những lời chân thành từ trong trái tim của em. Và cũng nhìn cái đối thủ đặt nặng ký nhất đối với mình cùng hóa thân thành vai diễn của Hồ Ngọc Hà. Không xem người ta là một đối thủ mà xem là một người bạn, và chúc cho bạn mình sẽ thành công. Anh cảm ơn em vì cái sự tử tế đó. Cuộc thi nào rồi chúng ta cũng sẽ có một lúc phải dừng lại, nhưng mà quan trọng không phải là chúng ta dừng lại ở đâu, mà quan trọng là từ nơi đó chúng ta sẽ bước tiếp như thế nào. Anh hy vọng rằng là tụi em sẽ có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tham gia chương trình. Nó là cái hành trang cho tụi em bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, để từ một vai diễn tụi em trở lại thành con người thật của mình một cách hoàn hảo nhất, chỉnh chu nhất,
để khán giả đón nhận tụi em không dưới tên của một thần tượng, mà với cái tên do mình được đặt và muốn người ta nhớ. Cảm ơn Ngọc Tân đã đồng hành cùng với chương trình. Chào tạm biệt em. Như vậy 6 thí sinh của chúng ta đã lộ diện vào vòng sau, càng ngày càng khốc liệt, và tất cả thí sinh còn lại sẽ phải cố gắng thật nhiều. Tạm biệt Ngọc Tân, và tất cả thí sinh ở đây cũng như quý vị khán giả sẽ nhớ em Ngọc Tân, nhớ rất nhiều về một người rất là bản lĩnh và cái sự cố gắng của mình để mà có những cái vòng thi thật là hay. Và xin chúc mừng 6 bạn thí sinh đã bước vào vòng trong ạ. Sĩ thần tượng, các thí sinh sẽ phải đối mặt với một thử thách mới, song ca cùng các nghệ sĩ khách mời. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đẹp, lộng lẫy. Tôi nhớ anh từng đêm, em giờ đang cố quên. Xuân trắng mà anh đi về bên em. Có quen nhau được lâu nhưng ngày trôi qua lâu. Chị sẽ gặp em ở vòng chung kết. Và điều gì đã làm các giám khảo căng thẳng như vậy? Trinh Thành quá tinh tế. Ghét mà bị dạch mặt. Tôi tưởng người ta thần tượng tôi. Anh cảm thấy tổn thương quá. Cho tới ngày hôm nay thì tôi biết nó không có phải là như thế. Lời nói đồng ơn. Lời nói anh người chết lưới đầu môi. Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài, chữ đẹp, khéo là ghét nhau. Ôi một bầu trời giả tạo, tôi ngạt thở quá. Em nói một hồi em cảm thấy giám khảo mình bị xấu tính đó. Vì lý do sức khỏe, tuần này MC Đại Nghĩa sẽ không đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ, hãy cùng chào đón MC xinh đẹp Khả Như. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ca sĩ thần tượng. Và hôm nay là một đêm đặc biệt của các thí sinh. Các bạn sẽ được song ca cùng với các ca sĩ khách mời. Và một thành phần không thể thiếu trong mỗi đêm thi của chúng ta, đó là thành phần giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo Trấn Thành. Nữ giám khảo Cẩm Ly. Nữ ca sĩ Minh Tuyết. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin chào giám khảo Trấn Thành. Không biết cảm xúc của anh như thế nào khi đồng hành cùng các thí sinh vào cũng gần như là đến cái vòng bán kết rồi. Hôm nay là cái đêm mà các bạn sẽ hát với một ca sĩ khách mời. Cái việc hát song ca là cái việc rất là khó. Mình hát với lại các bạn thi. Trong cuộc thi thì mình có thể nương nhau, tại vì mình quen rồi. Nhưng mà với một khách mời khác, làm sao để hòa quyện được bản thân mình cũng không bị lép vế, mà mình lại có thể quyện được cái giọng với người ta, đó là cả một vấn đề không phải đơn giản. Thì tôi hy vọng là tôi sẽ được nghe những bài song ca thật sự ấn tượng. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về các thí sinh, và chị sẽ đưa ra tiêu chí như thế nào khi càng vào vòng sâu, các thí sinh của chúng ta càng giỏi hơn à? Để chọn được một bạn mà đi đến quán quân thì bắt buộc chúng tôi là qua từng vòng là phải khắt khe hơn. Các bạn vào sâu trong vòng trong là dần dần các bạn đã tự hoàn thiện mình rất là nhiều rồi. Càng đi sâu vào trong, cái phong độ là cái quan trọng. Mình không giữ được phong độ thì mình sẽ tuột ngay. Cảm ơn sự dịu dàng và chu đáo của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Chị Minh Tuyết, chị cho một lời khuyên như thế nào cho các bạn thí sinh chúng ta bớt rung, bởi vì cái vòng này khá là áp lực ạ. Tới cái giờ phút này thì chỉ một câu nói duy nhất thôi. Các bạn phải chứng minh bản lĩnh của mình. Nhất là bản lĩnh đứng chung với người bạn diễn kế bên. Chỉ mong các bạn là hãy đem hết bản lĩnh của mình ra để chứng minh rằng tôi là người chiến thắng và tôi chính là người giống nhất với ca sĩ thần tượng của tôi. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam được mệnh danh là đạo diễn nội tâm. Anh sẽ tiếp tục đâm thí sinh, đâm luôn các vị giám khảo kế bên của chúng ta nữa hay sao anh à?
Như ơi, sao em lại công kích anh trên sóng truyền hình? Chắc ủa em đâu công kích đâu, cái này là em nghĩ là tất cả các vị giám khảo ở đây ai cũng công nhận điều đó luôn á. À, chúng tôi không muốn nói nhiều, chỉ biết im lặng về đệ đó. Trăm năm trong cõi người ta. Trời ơi, tài chữ đẹp khéo là ghét nhau. Dạ, vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của thí sinh đầu tiên. Như ơi, anh chưa chia sẻ xong mà. Chưa. Mới đọc có câu thơ em. Ok. Mới đọc câu thơ là đã cắt rồi. Anh Nam, em lỗi Nam. Có chừng hợp đồng bị xé đấy cơ. Thực sự là thí sinh của ca sĩ thần tượng từ vòng đầu và đến thời điểm hiện tại được kết hợp với những ca sĩ khách mời thì đây cũng là một cái cơ hội thêm nữa để các em có thể trải nghiệm. Và tôi cũng cảm thấy rất là vui khi thấy thí sinh ngày càng đẹp hơn, phong cách hơn, giám khảo cũng ngày càng đẹp hơn và ăn ý với nhau hơn, bớt cãi nhau lại và bớt tố nhau trên sóng truyền hình. Thì điều đó là những tín hiệu tôi cảm thấy là rất là đáng mừng. À, anh Nam thì đúng là quả là tuyệt vời, anh là đạo diễn đẹp nhất Việt Nam anh Nam à. Ôi một bầu trời giả tạo, tại sao con cái không khí nó như vậy, tôi ngạt thở quá. Mà sao hôm nay Thành nó không nói về cái áo của Như ta? À, áo của Như hả chị? Nói về cái bộ đồ của Khả Như thì chúng ta có thể liên tưởng tới một dĩa xà lách Đà Lạt. Vậy thôi. Ủa không giống xứ biển anh? Không, em là con xà lách mà người ta phun thuốc nhiều đó, nó trắng dần đó, em hiểu không? Còn cái sợi dây trên cổ là xà lách trộn rong biển. Vâng, em có nguyên một cái bộ sưu tập viral về trang phục của em, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bé. Vâng, và các vị giám khảo đã cho tất cả khán giả ở đây thấy được cái sự nhường nhịn với nhau qua những cái lời nói rất là dễ thương dành cho nhau. Và quý vị ơi, hãy cùng đến với tiết mục đầu tiên của chương trình nha, xin mời. Con đường bao lâu cho ta không lạc lối, khi lòng ta còn mang những nỗi cô đơn ở nơi ấy. Ngày em đi giọt buồn che mi, mình hứa với nhau những gì về nơi. Nói nhớ anh từng đêm, em giờ đang cố quên. Giờ chẳng mang anh đi về bên em. Có quen nhau được đâu, nhưng ngày trôi quá lâu. Người yêu dấu sao trong em rối bời từ lúc anh đi. Ai trong hai ta đã ngoài xa, mặc cho em níu đuôi vô cùng, anh cứ đi. Giới thiệu với tất cả quý vị, Yến Lê. Thank you. Yeah, yeah. Bye.
nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ, mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia sự thành công đến bất ngờ, đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ, mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia sự thành công đến bất ngờ, gục ngã đừng vội buông xuôi, để rồi tiếc nuối một đời sống với ngậm ngùi. Người đời vẫn thế, nhiều lời khen chê, cuộc đời nhiều khi chẳng điều gì làm được quá dễ. Cả phần mài hay là công, ai chẳng muốn thành công, nhưng nhiều khi chẳng như ta mong. Hãy tự tay ta làm nên, ngày mai thời gian sẽ đến. Dù biết rằng từng ngày trôi qua sẽ đêm đêm. Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim tùy theo câu ca. Một ngày kia sự thành công đến bất ngờ. Đam mê thật là không dễ dàng, thì ta hãy vượt qua dù khó khăn chẳng màng. Có niềm tin vào trong muôn câu ca là biết rằng đam mê nó lại anh em ta ê. Dù ngày mai có sao cuộc đời vẫn thế, đêm nào đam mê cháy lên vì ta đam mê. Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia sự thành công lớn hơn. Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia trở thành công đến bất ngờ. Wow! Và đây là văn phong của chúng ta cùng nữ ca sĩ Yến Lê. Wow. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Xin chào Yến Lê. Được biết là bài hát này Yến Lê đã từng thể hiện rất thành công cùng với anh Tuấn Hưng. Thì trong lần này, văn phong trong hình tượng của ca sĩ Tuấn Hưng, không biết cảm xúc của Yến Lê như thế nào ạ? Vào ngày tập luyện thì Yến Lê đã rất là bất ngờ bởi một cậu trai mà có một cái phong cách rất là giống với người thầy và người huấn luyện viên của mình như thế. Yến Lê cũng rất là may mắn khi được hỗ trợ cho bạn và hy vọng rằng là phần biểu diễn ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả quý vị huấn luyện viên, ban giám khảo và đặc biệt là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Văn Phong nhé, để Văn Phong có những bước tiến vững chắc nhất, rực rỡ nhất trên con đường mà bạn lựa chọn. Cảm ơn Yến Lê rất nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ giữ chàng trai Văn Phong của chúng ta ở lại đây. Và đầu tiên xin mời phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Anh cảm thấy như thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Quá hot. Diễn như vậy thì còn nói gì nữa. Tuấn Hưng phải là như thế. Hai bạn trẻ trung, năng động, đẹp, lộng lẫy, máu lửa. Nói gì nữa, hết. Cảm ơn phần nhận xét rất gãy gọn của giám khảo Trấn Thành. Em cảm thấy như thế nào về tiết mục vừa rồi? Thực sự là hôm nay là em rất là hạnh phúc khi mà được hát song ca cùng chị Yến Lê, vì em đã từng xem anh Tuấn Hưng và chị Yến Lê hát rất là nhiều lần, nhưng mà hôm nay thật là may mắn khi được đứng chung trên sân khấu. Nó cũng là một niềm động lực cho em để em có thể cháy hơn trên sân khấu và rất cảm ơn chị Yến Lê. Như là cảm xúc của ngày hôm nay của em rất là vui ạ. Chị cảm nhận được cái sự vui của em, sự hân hoan hạnh phúc lâng lâng trong con người em, mà không biết ca sĩ Minh Tuyết chị có cảm thấy như vậy không ạ? Khi mà mình làm cái gì á thì cái người đối diện mình sẽ cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Hôm nay là rõ ràng chị thấy em không có còn một cái chút xíu gò bỏ như những cái lần trước nữa. Rõ ràng là em làm chủ được sân khấu là lúc em kéo Yến Lê tới gần em và em ôm Yến Lê vào để mà cùng với nhau song ca cái bài hát này. Cái điều mà mọi người đều mong muốn ở em là cái sự hơi điên điên của anh Tuấn Hưng đó, thì hôm nay em đã có được cái điều đó ở trong em rồi. Và nhất là cái chân của Phong đi á, nó cứ cà khen như vậy, y như Tuấn Hưng vậy. Con đi hát bình thường con có đứng vậy không? Dạ vâng ạ. Bị vậy luôn à hả? Vâng. Chị tướng của chú Hưng hả? Chị cảm nhận rằng là bây giờ Tuấn Hưng nó nằm ở trong em một cách gọi là trọn vẹn. Mỗi ngày Phong mỗi tiến bộ. Và ngày hôm nay chị xem tiết mục này, chị không cảm giác là Phong đang thi nữa, mà chị đang xem một tiết mục biểu diễn thật sự trên một cái sân khấu lớn và đẹp như thế này. Tương lai của Phong sẽ rất là rạng rỡ phía trước. Chị sẽ gặp em ở vòng chung kết. Wow, chị Cẩm Ly, lúc nãy em xem Văn Phong biểu diễn em thấy chị gật gù, cảm xúc của chị như thế nào ạ? Bài này thì cô thích ở cái đoạn mà vô tiết tấu hơn là cái đoạn đầu hát. Có lẽ là cô hơi đòi hỏi hơn, tại vì Yến Lê là một cái
ca sĩ rất là cá tính, nó quá chất. Chính vì như thế á, nó sẽ dễ lấn áp con lắm. Con làm được hết của chú Hân, nhưng con muốn là thêm một tí xíu tự tin nữa. Con sẽ cảm thấy là nó sẽ cân hai người, nó sẽ đẹp hơn. Con chúc mừng và hy vọng sẽ được gặp ở trong những cái vòng càng sâu hơn nữa. Chúc mừng tiết mục của Phan. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Cái phần kết hợp hết sức là bùng nổ. Tố chất đàn ông và cái sự hơi ngạo nghễ của mình á, cũng là một người như vậy. Có sẵn một ít phải không? Có sẵn. Đó, cho nên là em làm rất là tự nhiên và giọng hát cũng rất là ấn tượng. Và anh thấy Văn Phong có những cái phần rất là chủ động, chẳng hạn chuẩn bị chuyển sang cái bài thứ hai á, thì em với bạn diễn của mình là Yến Lê thì có nhìn nhau và có sự thống nhất rồi mình mới vào cái câu tiếp theo. Và anh rất thích cái thông điệp của bài hát, mặc cho người ta cười hay là khen chê, chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng phấn đấu để mà ngày mai thành công. Chúc cho em cũng như những thí sinh khác trong cuộc thi luôn luôn đam mê và thành công như vậy. Cảm ơn phần nhận xét quý báu của các vị giám khảo. Cảm ơn Văn Phong rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Trần Thuận với ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu, song ca cùng khách mời đó là nữ ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Vì
Mừng Trần Thuận cùng nữ ca sĩ xinh đẹp Lưu Hiền Trinh. Và cảm xúc của bạn như thế nào? Cảm xúc của Trinh khi mà hát ca khúc Cơn Mơ Tình Yêu với cả anh Thuận thì khá là bất ngờ, bởi vì bên ngoài á, bên ngoài đời á, anh Thuận là không giống anh Hà Anh Tuấn một miếng nào luôn á. Khi mà bắt đầu tập với anh Thuận thì em trời ơi, sao mấy câu đầu mà anh hát giống anh Hà Anh Tuấn quá lúc vậy. Lúc đó hồn mới về đó. Vâng ạ. Nhìn Lãng Tử lên rất là nhiều. À, thế còn Trần Thuận, em hát với Lưu Hiền Trinh mà xinh đẹp như thế này em có bị phân tâm không? Dạ cũng phân tâm rất nhiều ạ. Chết rồi, vậy hồi nãy em cảm thấy cái tiết mục của em như thế nào? Phần song ca của hai đứa em rất là ok và rất là tốt ạ. Em bị cuốn hút như vậy nên cả hai hòa quyện với nhau và nhìn rất là tình cảm lãng mạn, rất là đẹp, đúng không quý vị khán giả? Anh thấy không đúng. Trách Trần Thuận rất là nhiều. Bởi vì sao đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp như thế này nhưng mà sao Thuận vẫn lạnh lùng trong bài này quá. Anh ơi, cơn mưa tình yêu, mưa quá nó lạnh đó anh, mắc mưa đúng không em? Không có đến gần người ta rồi cũng không có nắm tay người ta luôn, trong khi người ta đã sẵn sàng và rất là xinh đẹp. Và em cứ một phương trời em hát vậy thôi, cuối cùng đứng tựa cái lưng nhau. Buồn ơi là buồn. Không biết em có làm gì cho anh sợ thì anh bỏ qua cho em nhé. À, không phải, là tại vì một tay em cầm mic, một tay em cầm dù, em không còn tay nào khác nữa. Anh Nam anh muốn thế chỗ đó mà không được đó em. Em thua anh Nam xa lắc. Em nhìn anh Nam khác, người đẹp đứng kế anh Nam, cái biểu cảm anh Nam sao? Thấy không? Đặt tay vào eo hoặc đây, là đó vậy? Cầm tay nhẹ nhàng tiếc như quá này. Phải không? Đúng đó, rồi, đó. Chưa? Em ơi. Anh hôn cái nhẫn hột xoàn chứ vẫn hôn trong tay. Dạ, thôi anh đừng biện minh nữa. Thuận ơi, thật sự á, Như có một góp ý dành cho Thuận như thế này. Khi mà mình biểu diễn với một cô gái xinh đẹp mà em nói là em mắc cầm micro, cầm đạo cụ, thôi em buông bỏ hết cho chị. Một tay cầm micro, một tay ôm lại mà hát thôi. Cảm ơn Lưu Hiền Trinh rất nhiều và chúng ta xin giữ lại Trần Thuận ở đây. Ca sĩ Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào ạ? Em có một cái chất giọng rất là tốt. Nhưng mà em phải nên giải phóng hình thể của mình, là cái mỗi tuần chị đều nhắc nhở. Tiếng hát của mình nó bay, tiếng hát của mình nó hay. Nhưng mà mình không giải phóng hình thể, nó sẽ làm cho mình bị đóng khung, mình co cụm. Em phải thoải mái trong từng bước đi, trong cách hát. Trong cái bài hát này, nó sẽ làm cái nhược điểm của em nó lộ rất là rõ ra. Tại vì cái bài nó dễ thương thì em phải cần cái diễn, mình linh động trong cái cách diễn của mình để mình đem cái cảm xúc đưa vào trong cái bài hát để cho người đối diện người ta cảm nhận được à, hai người đang rất là thương nhau. Vậy hả? Vậy hả? Góp ý của chị Cẩm Ly rất là đúng, em nên giải phóng hình thể một tí thì em sẽ tốt hơn. Cảm ơn em. Dạ vâng. Thế còn giám khảo Trấn Thành, anh nhận xét gì về tiết mục vừa rồi ạ? Một tiết mục rất là tươi mát, bởi vì những cơn mưa mà em mang đến nó làm tươi mát tâm hồn của bốn người ở đây. Mà mưa tình yêu nữa. Mưa tình yêu nữa. Chúng tôi là những người đang rất là cần tình yêu. Nên em chỉ cần là em và thoải mái hơn một tí, giải phóng mình thể thì cơn mưa của em sẽ đến với mọi người. Vâng. Cảm ơn phần nhận xét rất là sâu sắc của giám khảo Trấn Thành. Và xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị muốn mưa quá. Ok. Thuận, tuần trước á, em làm tốt bao nhiêu thì tuần này em lại không làm tốt bấy nhiêu. Khi mà mình hát với một người con gái ở trên sân khấu, mình phải là người đàn ông, phải là người làm chủ. Từ cái cách hát cho đến cái ánh mắt, cái ngước nhìn của mình đối với người đối diện, nhất là người con gái. Khi mà trong cái cách diễn xuất của em nó đã không có thì làm sao trong giọng hát em nó có được. Ngày hôm nay rất là thiếu sự tự tin và cái sự giống Hà Anh Tuấn nó cũng không được nhiều. Nếu em không thoát khỏi mình, và ngày hôm nay khi em đứng với một người con gái em lại càng lúng túng hơn nữa. Nếu em lọt được vào vòng trong thì em sẽ phải cố gắng hơn nữa. Kể từ ngày hôm nay đi về kiếm con gái để tập đứng kế bên gái họ. Gái kế bên kìa. Em hãy nhìn người con gái có nét con trai như chị mà tự tin lên. Đứng gần Khả Như là mất luôn tự tin, mất luôn nhuệ khí. Có một cái phần kỹ thuật về phần diễn xuất và di chuyển sân khấu, nhưng mà nó gắn với cái câu hát. Đó là cái đoạn mà em hát mưa xa dần hàng cây á, em lại vừa hát, em lại vừa cúi gập người xuống và để đặt cây dù. Anh ước giá như là em hãy đặt cây dù đó sớm trước cái câu đó thì mình sẽ có thời gian để mình giao lưu hoặc là diễn xuất nhiều hơn. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Cảm ơn bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Ánh Nguyệt qua ca khúc Niệm Khúc Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cùng với một khách mời đặc biệt chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây.
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui. Có cái đoạn này, cô Khánh Ly có đọc vậy? Cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muôn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu. Cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Rồi mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đan tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu nhau. Cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mãi đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi.
trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu nhau. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu. Thí sinh Ánh Nguyệt cùng Elvis Trường. Anh Chính Thành, anh cảm thấy rất là hứng thú với tiết mục này đúng không ạ? Thật sự ra mà nói thì cái bố trí sân khấu, cái cách hòa âm của bài hát và cái cách hai người diễn với nhau, nó thật sự mang đến cảm giác của một dạ khúc ái tình chân chính, đậm đà. Để ai yêu nhau nghe bài này đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Và cái bài này Thành đã nghe cái phiên bản của chú Elvis Phương với là cô Khánh Ly hát ở ngoài đời rồi. Khi mà anh ra anh hát những câu đầu thì chưa có vô lắm, nhưng mà khi chị Nguyệt chị vào, chị đọc những cái câu của cô Khánh Ly rồi em cười, mắc cười dễ sợ. Tại vì cái bài này là cô Khánh Ly cô đọc y chang vậy. À, dù có gió lạnh đời. Mà đọc hết nguyên một khổ. Rồi xong tới khúc và điệp khúc hai người hòa nhau, lúc đó anh Elvis cũng bắt đầu đẩy cái hơi mạnh ra, bắt đầu nghe ra cái thái độ của ca sĩ Elvis Phương. Ngày hôm nay chị Nguyệt cũng cho Thành tất cả những cái sự nhấn nhá rất là Khánh Ly mà rất là tinh tế, cho là cho đêm mạnh nồng, nhấn dấu nặng đó rồi thì yêu thương vợ chồng, chứ không có vợ ở chồng nữa. Nhấn hai chỗ là nó dở, nhấn một chỗ thì mới tinh tế. Đó là cái điều mà em thấy chị để ý rất là hay. Và ngày hôm nay nếu mà để nói cái gì về tiết mục này, chẳng có gì để nói ngoài hai chữ tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Anh Elvis Trường, anh cảm xúc như thế nào? Chuyện hát chung với Ánh Nguyệt á, cũng thần tượng cô Khánh Ly bao nhiêu lâu rồi thì cứ nghĩ như là cô Khánh Ly đây bên cạnh. Cho nên là rất là vui, rất là hạnh phúc. Hôm nay chị Nguyệt giống cô Khánh Ly lắm luôn á, cả về trang phục rồi ngoại hình, cách hát, thái độ. Lần này là chị tinh tế hơn rất là nhiều. Em rất là thích tiết mục vừa rồi. Cảm ơn Elvis Trường và em hy vọng là sẽ gặp lại anh trong mùa sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Minh Tuyết, xin mời ạ. Lời hay ý đẹp á thì Trấn Thành đã khen hết rồi. Hôm nay Nguyệt đẹp thiệt, không có cái gì đẹp bằng một cái tà áo dài trắng. Tuyết gần với cô Khánh Ly rất là nhiều. Không phải là góp ý, nhưng mà gọi là tip, đưa thêm một cái nhỏ nhỏ. Cô Khánh Ly trong lúc cổ hát cũng như đời thường, cô Khánh Ly hay có một cái nụ cười như thế này. Khi mà hỏi cô, dạ con chào cô làm. Cô hay vậy đó. Đúng. Cô không cười hở răng nha, cô chỉ là. Đúng vậy. Đó, cô mà vậy đó. Đầu lên vậy. Hoặc là ở trong lúc câu hát cũng vậy. Là cô hát xong câu, cô phải đến người bạn hát á, thì cô hay vậy. Nhưng mà bạn hát đi đó. Nếu như cô hay mà cô không có hở răng. Và cái cách, cái nụ cười của cô không bao giờ Tuyết quên được. Thì nếu như mà Nguyệt để ý thêm chút xíu cái đó nữa. Tại vì Tuyết thấy trong lúc Nguyệt hát á, hầu như hoàn toàn không cười. Cho nên nếu mà Nguyệt có thêm cái chút xíu đó của cô Khánh Ly thì nó giống luôn cả cái hồn của cô. Có nghĩa là nó tạo cảm giác dễ sợ. Cái cảm giác dễ sợ luôn là chính cô Khánh Ly đứng đó chứ không ai khác. Bởi vì Tuyết rất là gần cô. Trong lúc cô buồn nhất khi hỏi cô sao rồi, cô khỏe không, thì cô cũng cô kê con, cô cũng dạy. Cái nụ cười đó là một cái nụ cười tượng trưng của cô Khánh Ly. Chúc mừng Nguyệt trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tôi đang tưởng tượng ra thử là cô Minh Tuyết cổ mặc tà áo dài trắng lên thì sẽ như thế nào. Để xin nói cho anh tìm cái clip Thương Ca Mùa Hạ. Còn cái clip Tuyết hát chung với cô Khánh Ly nữa. Có luôn hả? Còn tuổi nào cho em hát với Khánh Ly với Quang Dũng đúng không? Y chang cái áo này luôn. Mà Thương Ca Mùa Hạ Minh Tuyết hát nhạc của Thanh Sơn, rồi nghe đi, rồi nghe Minh Tuyết hát nhạc trữ tình. Nói chung là tôi tưởng người ta thần tượng tôi, cho tới ngày hôm nay thì tôi biết nó không có phải là như không thế. Không phải, vì cứ search mấy cái clip mà mặc trang phục sexy không à, mà lại không search mấy cái clip áo dài thôi, cái cũng rút kinh nghiệm. Ủa sao kỳ vậy? Sao nội tâm mà coi mấy clip gì đâu không vậy? Còn tôi không nội tâm mà sao tôi biết bài đó có Minh Tuyết, mà sao ai đó thần tượng Minh Tuyết không biết vậy? Ủa sao vậy? Thành ơi,
nội tâm cái chỗ nào? Tự nhiên mình không biết nói điều gì nữa. Thôi mình sẽ quay lại bình luận đi ha. Riêng cái phần này thì anh cảm thấy là bạn diễn Elvis Trường á hơi xúc động một chút, cho nên là ôm eo hơi nhiều. Cho người ta ôm đi, trời ơi. Bởi vì ơi, không binh nè. Không binh được. Không binh. Lâu lâu cho người ta vịn cái người eo cũng được. Vậy đó lịch sự, người đàn ông gentleman đúng không? Không phải, vịn thôi nhưng mà anh kia hơi ôm, hơi bây giờ nhíu về phía mình hơi nhiều quá. Bắt gì anh ấy kiến. Cái người vịn là bả mà. À, trời ơi, cái bài trước cái thì nói người ta không có chịu ôm. Đúng rồi. Cái bài này ôm thì bảo là ôm nhiều. Tại sao biết không? Kiếm chuyện với mình tiếc không thành công, quay qua kiếm chuyện cái thí sinh. Anh ơi, em nói một hồi em cảm thấy giám khảo mình bị xấu tính đó. Đúng rồi. Anh đã xong phần nhận xét của mình chưa ạ? Anh còn nhiều ý lắm, nhưng mà nãy giờ bị cô Minh Tuyết với Trấn Thành chặt quá rồi. Dạ. Anh phát huy cái phần nội tâm như thường lệ của mình đi. Thật sự là đến bây giờ anh mới bị rơi vô tình cảnh mà Trấn Thành đã bị cách đây vài tập á. Ủa anh biết hả? Đúng rồi, bây em giờ nhớ anh tập đó anh xách động đó. Không. Anh Nam, anh Nam, cái đó gọi là gieo gì gặt đó, nghiệp cũng vừa. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, con MC. Trời đất ơi. Quá trời. Anh chị hơi không hài lòng một chút xíu vì bạn diễn ôm ảnh người khói. Ủa, quá nhiều vẫn, thôi. Vẫn ý cũ. Dạ. Còn mọi thứ thì anh đều rất là hài lòng, rất mẹ là thích. Ngược dễ sợ không cho đâu. Rồi. Chị Cẩm Ly ơi, bây giờ chị binh vực thí sinh đi chứ giờ em cãi không lại anh Nam rồi. Mẹ sao chị? Sợ. Tại vì anh Elvis Trường chứ không phải anh Hoàng Việt Nam, giống như hồi nãy á. Lâm Trần Thuận chứ không phải Hoàng Việt Nam. Hoàng Việt Nam là sẽ ôm tới bến luôn. Còn hôm bây giờ là anh Elvis Trường ôm quá, anh cũng không đồng ý luôn. Nói chung là anh không đồng ý những bạn nam, hiểu không? Đúng. Đó. Thôi bây giờ mình hãy ngưng chặt chém đi nào. Xin mời cô Tư hãy nhận xét Ánh Nguyệt. Không mà Tư công nhận anh Nam anh khó chịu không Tư? Cây bút lạc mà gió chẳng ngừng á. Anh có quyền khó chịu, nhưng mà tại vì anh khó chịu những cái vấn đề mình khó hiểu. Đúng. Ừ. Đúng. Tại vì mà khó hiểu mình mới ghét, mình mới giạch mặt. Đúng. Chứ ví dụ khó chịu những chuyện mà hợp lý ta đâu nói. Đúng. Đúng. Dạ các vị giám khảo, chúng ta trở lại với thí sinh của chúng ta đi nào. Bây giờ trở lại liền đây nè. Tại sao hôm nay mà mọi người đều dành cho Nguyệt những cái lời khen? Là bởi vì cô Khánh Ly tượng trưng cho một sự rất là mộc mạc. Cho nên khi cái áo dài này và cái mái tóc thậm chí không kéo thẳng, không gì hết trơn hết, rất là đơn giản, thì lại nhìn thấy hình ảnh của cổ. Cái thứ hai, Nguyệt được cái ưu điểm là hát ở những quãng trầm càng nhiều, giọng Nguyệt nó sẽ ấm lại. Cái bản chất cái giọng của Nguyệt nó rất là bén. Khi Nguyệt hát cao, giọng thật của mình nó bị chói một tí xíu. Trong bài này Nguyệt thành công là ở hai cái khía cạnh đó. Ly có một tí xíu thôi. Chứ cái đoạn mà giữa văn tấu Nguyệt và Elvis Trường nắm tay nhau rồi hai người chuyển chỗ, phải không? Khi mình đặt tay vào thì mắt mình phải nhìn nhau. Phải có cái gì mềm mại, xong rồi mình hãy đi qua cái gì mà hai người cái mặt cúi xuống, vịn cái tay giống như vậy nè, rồi tự đi qua luôn vậy đó. Không có liên quan giống gì như, giống như bị ép hôn. Nè, thế nào đi qua, đắt cái tay rồi. Rồi, tự đi qua luôn vậy, không dòm gì hết. Có hiểu không? Và những lần sau, Elvis Trường đưa tay ra cho Nguyệt nắm vào. Nhưng mà cái cách của Nguyệt đưa tay để nắm vào anh ấy rất là gượng gạo, bị ép buộc vô cùng luôn. Tôi biết không? Lý do. Cho nên là gượng lắm, mấy mốt coi hồi lại sẽ thấy gượng trong hậu gạo. Trường, cha Trường trước khi ra hát bài này ăn bún riêu, cái đẩy miếng mắm tôm vô tay, chịu cái cầm họ ghét, không chịu cái mùi mắm tôm. Ok, bảo vệ cho tới cùng không? Nó, cái đó là chỉ một cái phần nhẹ nhưng mà người khác nhìn sẽ thấy được. Chỉ có như thế thôi, chúc mừng Nguyệt. Cảm ơn chị. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần song ca của thí sinh Thanh Mộng cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa qua bài hát Lạnh Trọn Đêm Mưa. Xin mời. Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ.
Phần hỗ trợ của Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Thanh Mộng cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cao Công Nghĩa là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Cặp Đôi Vàng. Thế thì lần này em song ca cùng với Thanh Mộng, cảm xúc của em như thế nào khi mà bạn thể hiện trong hình ảnh của nữ ca sĩ Minh Tuyết? Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự được mời để hỗ trợ cho Thanh Mộng. Chúng ta gặp nhau cũng mới, nhưng mà bạn Mộng rất là chăm chỉ, biết lắng nghe cái sự giúp đỡ của các anh chị về vũ đạo hay là về cách hát. Em cảm thấy mình may mắn vì được hỗ trợ cho bạn Mộng. Xin cảm ơn Cao Công Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn em. Không, mà Nghĩa đẹp, cái tạo hình của Nghĩa đẹp. Đẹp lắm. Gái giống Nhật dễ sợ luôn á. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có nhận xét gì về tiết mục ạ? Ý tưởng từ những cô geisha Nhật Bản trong những cái bộ yukata thì rất là hấp dẫn và rất là lôi cuốn. Hai giọng ca của hai cô nàng này rất là ngọt ngào và dễ thương, những phần dàn dựng khác nữa. Thực sự là anh thích về cái phần của Nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Hôm nay thì Nghĩa mặc một bộ dài, còn anh hiểu lý do vì sao cái bộ của Mộng á là bị ngắn lên luôn. Dạ, dài dởm, giặt lần nó rút lên á anh. Dạ. Cứ mỗi lần Thanh Mộng ra là anh có tính giải trí cao khoảng mấy. Em giống như là gala cười của chương trình á, anh nói thiệt. Bà ra nó có một cái gì đó, nó vừa nghiêm túc mà nó vừa xàm, thấy không bác Càng? Vậy là Mộng ơi, em mang cái tính giải trí rất cao luôn rất đó. Rất cao, bà thanh thoát, bà nhẹ nhàng, bà làm đi xa, bà dân trà mà cái đùi bà ngắn ngủi nè. Cái đầm ngắn, bà nhìn nó kỳ cục y như mẹ đi chợ mới về. Đúng trà không anh? Ừ. Không biết sao cái phần trình diễn em, anh thề, cứ em ra là anh cười, anh không chẳng biết sao. Nói là nó đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự là em là cái người rất là nghiêm túc. Em là cái người mà tiến bộ người ta thấy rõ luôn á.
hôm nay em hát rất giống chị Minh Tuyết luôn. Có cái độ vang nhiều hơn, bắt đầu có độ rung rất là nhiều. Mặc dù giọng em cũng không phải là như thế. Em phải tập từng cái gì, cái gì, cái gì để ra cái ngày hôm nay. Mà hôm nay em bỏ những cái vuốt rồi khủng xuống của chị Minh Tuyết đó em. Vuốt được cái ngò hát mà trời ơi, người ta nhảy cái bài này mà bắt tay thôi ý là nói là em đã bỏ được những động tác đó để vào một cái bài hóa thân mà vẫn ra Minh Tuyết, cái đó nó mới khó. Hôm nay anh thấy thật sự là giống, chỉ là không tinh tế bằng chị Tuyết thôi. Em hát cho mình câu cuối làm đêm nào chốn đây ta dịu nhau. Rồi em thấy em hát không nhau, em phải hát là chốn nào ta dịu nhau. Nhau. Nhau là vần U, là cái miệng banh ra rồi mới gom lại. Tinh miệng, tế hay không? Miệng mở ra rồi gom lại. Miệng sự này mới đều quá hả? Ok, thì ý là mình nói vậy cho em nó hình dung. Tại cái hiện tượng tràn ra rồi túm lợ, người ta mới hiểu là phải tràn ra rồi mới túm nó lợ. Em hiểu giùm chị đi. Thiệt chứ bộ, tại vì chị Minh Tuyết hát phát âm rất là chuẩn. Tại vì chị Minh Tuyết cũng là người chỉnh chu thế nào trong phát âm thì chị mới có vị trí như ngày hôm nay. Thì anh nghĩ là em nên tập cái sự tinh tế cho mình. Chị Ly cảm thấy như thế nào ạ? Mộng thì có tiến bộ, ra em hát thì tốt. Và hôm nay có biểu cảm đồ tất cả. Lúc mà ngồi góp rượu thì cái ánh mắt có biểu cảm đàng hoàng. Hôm nay có hết. Chị Minh Tuyết, xin mời chị. Cái sự quan sát Trấn Thành quá tinh tế. Những gì Trấn Thành nhận xét về chị anh thì... cảm thấy tổn thương quá. Tan nát cõi lòng. Trời ơi, đàn ông ganh tị đi sợ. Chứ bây giờ biết làm sao Người ta nói, người ta thần tượng mình mà mình bận áo dài hát người ta không biết thì bây giờ làm sao? Cái miệng chót lưỡi đầu môi, lời nói đầu môi đó, bởi vì khổ lắm. Chót lưỡi đầu môi. Dạ tụi em còn trên này à. Dạ mọi người ơi, nói tóm lại ngày hôm nay, cái giọng hát của em là chị phải nói là cái độ sáng, độ vang và cái ngân đuôi của em giống chị nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Cái luyến lấy của em bắt chước chị cũng giống, chỉ là cái phần phát âm của em á nó hơi bị bẹt một chút xíu. Đúng rồi. Em phải gom lại chút xíu. Và cũng giống như chị Ly nói, khi mà em ngồi đứng đây với cái anh khách thì em nhìn ảnh với một cái ánh mắt nó rất là có hồn. Thì cái sự tiến bộ em nó đã bước lên thêm một bước nữa rồi đó. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Vậy thì tới bây giờ chị Minh Tuyết đã thừa nhận là em có độ rung giống chị rồi, sau một thời gian không giống miếng nào. Cảm ơn em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Thí sinh Đan Trang sẽ song ca cùng với ca sĩ Minh Sang trong ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Xin hãy ngừng trốn đây.
em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Về mùa đông ơi xin hãy làm tia rơi để chẳng lối em anh về. Về mùa đông ơi xin hãy làm tia rơi. Và chúng ta trò chuyện một chút xíu nha. Minh Sang cảm giác như thế nào? Sang có một cái duyên rất là tình cờ, bởi vì Sang với Trang đã từng quen biết trước rồi. Và khi mà được chương trình ca sĩ thần tượng mời hỗ trợ, cảm thấy rất là vui. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt mà Sang bất ngờ nhất đó là khi mà tập cùng với Trang đó, thì Sang không nghĩ là Trang lại hát giống chị Hồ Ngọc Hà đến như thế. Trang hát một dòng nhạc hoàn toàn khác và cái giọng của Trang cũng rất là khác. Nhưng mà khi mà hát ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu này và tập cùng với Trang thì sao mới thấy là rất là bất ngờ. Ồ, sao mà giống chị Hà đến vậy? Những lời nhận xét của anh nhiều khi chắc sẽ làm bạn Sang hơi buồn. Sang ra rất đẹp trai, hát rất hay. Nhưng phải xin lỗi Sang một tí là tại vì hôm nay bạn Đan Trang quá xuất sắc. Mọi tập trung của tôi chỉ là về Đan Trang mà thôi. Khi mà ca sĩ được mời song ca cùng thí sinh thì cái điều quan trọng nhất đó là làm cho thí sinh tuyệt vời. Thì đây cũng như là một lời chúc mừng dành cho Minh Sang rồi đúng không ạ? Mới đầu nghe thì không biết, rất là hồi hộp lo lắng, không biết là anh Thành nói cái gì mà làm cho Sang buồn. Nhưng mà với một vai trò của mình là hỗ trợ cho thí sinh thì tất nhiên lời nhận xét của anh Thành vừa rồi như một lời khen dành cho Đan Trang, và đó là cũng là niềm vui của Sang. Cảm ơn Sang nhiều nha. Hôm nay Sang đã rất là tiết chế trong vai trò khách mời để nâng bạn diễn mình lên, bước ra như nam thần, thấy không? Cao ráo, đẹp trai, mặc một cái áo ba đà si ngon lành, thấy không? Rồi cô Đan Trang cô đi ra. Mà Trang ơi, anh nói thiệt em nha, anh là người đi diễn với Hào quá nhiều rồi. Anh xem Hà diễn rất nhiều và em có tin không? Em làm mọi động tác, anh nói thiệt là giống Hà dã man, dã man. Quay người qua rồi hất tay này mà ngó khán giả, cách ngắt chữ của em á, giấc mơ là nơi bắt đầu. Trời ơi, giống trời ơi mà nó thiệt, từng cái thở, cái thái độ, cái tay, cái chân, cái cách ngắt chữ. Khi em lên cao thì đầy nội lực. Ô anh nói thiệt, em là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vô địch của cuộc thi này. Cho đến giờ phút này anh vẫn giữ quan điểm đó. Cảm ơn Minh Sang. Vâng, xin ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Thế còn giám khảo Hoàng Nhật Nam? Đan Trang từ đầu đến giờ dường như là có một cái sự lột xác á, và càng ngày càng thấy em xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và thu hút hơn rất là nhiều luôn. Anh xem và anh không rời mắt khỏi những cái diễn xuất của hai bạn á. Một hành trình dài và em đã dần dần chinh phục được tất cả các vị giám khảo ở đây. Thế còn giám khảo Minh Tuyết? Chết rồi. Thực sự như thế này, Thành nói, chị viết ở đây là bản lĩnh sân khấu, yes, là em có. Em không bị cái người bạn diễn hỗ trợ của em làm lu mờ em. Em vẫn nắm vững sân khấu, giống như là em ngang tài, ngang sức với lại cái người đối diện. Cách xử lý giống Hà không? Giống. Cách diễn xuất giống không? Giống. Cách hát của em chị vẫn cho là gần nhất với Hà. Cách diễn xuất cũng vậy. Không những 10 mà có thể là 10 cộng nữa. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Mọi lời khen tất cả mọi người đã nói hết rồi chị. Chỉ nói một câu là hôm nay nhìn lên
mái tóc và gương mặt rất rất là đẹp. Có nghĩa là chấm điểm từ cổ ra lên. Đúng rồi, chính xác. Không, không, chị thật sự là mỗi ngày gương mặt em không biết người make up như thế nào đó. Hoặc là có thể là em tự tin hơn, nó đẹp hơn. Cố gắng đi, em phải cố gắng. Tại vì em là một trong những thí sinh hiếm hoi mà khi em ra trình diễn trong cái bài thi của mình, em mang được thái độ, thần thái của ngôi sao. Cái đó là rất là nhiều người đang cần phải có, chẳng hạn như bạn Hà Anh Tuấn. Và tiến bộ từng vòng thi, giữ phong độ từng vòng thi và đẹp lên từng ngày, giảm cân từng ngày, ốm từng ngày luôn. Có ốm, hôm nay thật sự là em đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều, bắt đầu gương mặt em đã thấy V-line. Thành, hôm vừa rồi á thì cái buổi họp fan á là Hà Hồ có mời Pascal Ngọc Tân và Đan Trang. Với là Đan Trang, hai bạn có cùng tam ca. Có hát rồi. Không phải là một lời hứa tuyệt đối. Nếu như em có mặt được trong đêm chung kết, nếu như Hà Hồ không bận lịch, anh sẽ mang Hà Hồ đến hát song ca với em. Nếu như mà Thanh Mộng được vào chung kết thì anh sẽ mời Minh Tuyết sẽ diễn cùng với Thanh Mộng. Chắc chắn. Em ngược dễ sợ luôn, ngồi kế bên cái tưởng mời Minh Tuyết. Giái chờ cho bà Tuyết mà không nhận lời. Xin chúc mừng em. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh cũng giữ vững phong độ của mình từng vòng thi và rất dễ thương. Đó là thí sinh Hoài Lê. Và chúng ta sẽ cùng biết anh ta song ca cùng với ai ngay sau đây ha. Hãy subscribe.
đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời. Xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không mẹ trách đời hay dần đời luôn đổi thay. Và đây là Hoài Lê và Thiện Nhân. Hơi bất ngờ đó con. Sao hôm nay bà đặt mang đi guốc cao dữ thần vậy trời? Người ta lớn rồi chị. Hôm nay hơi lạ. Thứ nhất là mang đi guốc cao quá. Thứ hai là hôm nay ai làm cái đầu nhìn ngộ quá. Nhưng mà làm cho cái mặt ốm với làm xinh quá. Cái hồi nãy cô Tuyết quay qua hỏi, trời ơi sao hôm nay nó lớn dữ vậy Tư? Hôm nay làm giống như là thiếu nữ vậy đó. Chứ mới hôm qua đây thấy còn nít muốn chết luôn. Còn dành... trà sữa uống đây mà. Bạn này trên 18 chưa? Chưa. Dạ thưa chú Thành, là con năm nay con 17 tuổi. Quá trời con rồi. 17 có 17 vậy là đúng rồi. 17 tuổi mà người ta là quán quân cặp đôi vàng mùa đầu tiên đó anh. Trời ừ. Đất ơi quá 17 trời. Rồi đó hả? Con cứ nhớ 15 tuổi hoài à. Chắc có lẽ cái hình ảnh ngày xưa lúc mới có 14, 15 tuổi nó quen rồi. Bây giờ cứ nhìn nó cứ tưởng nó 15 tuổi hoài cho nên không có cho nó lớn. Trời ơi, em ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em biểu diễn với anh Hoài Lê? Dạ thưa chị là lúc đầu em cảm thấy hơi ngại. Hơi ngại hả? Ủa sao em bị ngại vậy? Bởi vì là hát về tình cảm của mấy anh chị lớn lớn nên là em hơi ngại. Với lại lúc đầu mà anh Lê kiểu như nắm tay em muốn rút lại không để cho anh nắm. Người ta mới 17 anh em tuổi cũng à. Sai tròn tròn. Em hơi hồi hộp nhưng mà em đã biểu diễn rất ngọt ngào. Và cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hoài Lê. Dễ thương quá, 17 tuổi xinh à. Xinh quá. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này à? Hôm nay sao vậy Lê? Có gì không chia sẻ trước đi. Mấy bữa nay em bệnh quá. Đi chích mấy ngày nay mà thấy người nó cứ đuối. Hèn chi. Mà bị gì bệnh? Bị bệnh gì mà bị gì bệnh là sao? Không, bị cái gì mà bệnh có nghĩa là ăn cái ăn gì? Ăn nhiều quá. À tức là ý anh hỏi là trúng thật hay là tẩy đồ ăn đồ vô. Ông ta nó hỏi câu đó là tôi hiểu rồi. Bị ho rồi đi chích kháng sinh. Trời đấy. Đất ơi cái tướng vậy mà trái gió trở trời cái bệnh liền vậy đó hả? Yêu nhớt anh. Yêu nhớt à. Yêu nhớt à. Yêu nhớt. Tiếc lắm. Bữa nay nó không hay thì không đúng, nó hay thì nó trật. Thiếu nó cứ thiếu thiếu sao đường rầy xe lửa nó bị cọt kẹt cái không kêu mà nhớt nó bôi không đủ á cái chạy nó kẹt nó bị vậy đó, nó không có trơn. Không phải kẹt kẹt mà nó nhìn nè, máy bay đang bay mà đúng là phải bay độ cao này em nó chưa lên tới tự nhiên nó bị gì nó rớt lại xuống. Nó tuột cái nó chưa lên tới nó chưa nó rớt lại xuống, nó gặp mây nó rớt áp thấp nhiệt đới. Nó gặp mây nó rớt xuống. Tại sao nãy chị hỏi em là có vấn đề gì em chia sẻ? Hôm nay á, cái cục hơi của em nó có vấn đề. Và nhiều khi chị nghĩ nếu mà em nói đó vấn đề ho thì đúng. Có những cái chỗ, cái vị trí âm thanh của em đặt không đúng cái nốt đó. Nó bị giám đường á. Là cái gì? Nó bị dướng đàm á. Trời ơi. Chứ là đáng tiếc thôi. Không phải là dở hết mà nó không có được như mong đợi. Như là cái khả năng em vốn có. Cái thứ nhất là về đạo diễn sân khấu dàn dựng nè, có cái ý tưởng hay, cái cô gái này đã mất rồi, bây giờ mình hoài niệm lại, mình nhớ lại thôi. Mà cái quan trọng là vậy nè, cái bài phối nó hay quá, cái người ta nghe hát, người ta nghe cái bài nó hay, cái người ta lướt qua nó lẹ. Chứ hôm nay lựa cái bài mà nếu mà hơi khó nghe một tí, bài nào lạ lạ một tí là bạn sẽ gặp vấn đề nhiều hơn đó.
Quan trọng nữa là bạn có những cái đoạn lên cao, cái đoạn ao á, bạn có được cái cách để mà phô giọng mình ra, nên nó kéo lại cảm xúc được rất là nhiều. Nhưng mà Thành vẫn giữ cái quan điểm là bạn là một trong những thí sinh mà nếu bạn tập trung thật sự thì những thí sinh khác cũng phải dè chừng đấy. Chị cũng nghĩ thêm một cái phần này để rút kinh nghiệm. Even cho những người ca sĩ chuyên nghiệp mà đi hát thường xuyên mà cứ cầm một bên là cây đàn, một bên là cái mic, thì nó cũng dễ chi phối, tinh tế một chút xíu. Thì mình có thể cầm cái đàn mình rọi, xong rồi có thể là để một cái trụ mà kiểu mà trụ đứng phải không? Một cái trụ đứng cái bên á, mà đẹp đẹp á, để cái đàn nó lên trên cái trụ, rồi bắt đầu mình hát. Thì mình rút kinh nghiệm cái điều đó để lần sau thì nó tốt hơn nhé. Hồi nãy ông cầm mà tôi tưởng ông ra khai mạc, đốt đuốc khai mạc Olympic. Dưới lời cái này quan trọng nè Lê ơi. Hồi nãy cái đoạn ra ha, Hoài Lê quay ra mà diễn bắt đầu những cái nét của Quang Lê bắt đầu thi cưng. Còn nửa cái bài đầu nha, bị đứng profile này không à, không thấy cái gì hết trơn. Mà người ta coi người ta bực lắm, nhìn cái bóng cái, rồi là phải quay mặt nhìn khán giả lại liền. Chứ không phải đứng dậy, ngó cái bóng rồi đứng bài luôn, rồi xong. Các anh chị nói rất là nhiều với các thí sinh ở các chương trình luôn, nhưng mà tụi em đều bị mắc phải. Tối kỵ là mình đưa cái lưng ra ngoài. Thứ hai nữa đứng như vậy nè. Không, thật ra thì có thể là đây là cách biểu diễn nội tâm của bạn ca sĩ. Mà nói về cái phần nội tâm thì chắc chắn phải hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có thể thấy là Hoài Lê lúc cầm cái cây nến và đi tìm kiếm một cái hình bóng cũ đó, thì thực sự là cái ánh mắt của Lê cũng thuyết phục được anh và Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nói với nhau rằng là ôi, cái dáng quá giống đi, cưng, dễ thương, giống con Lê. Và em có năng lực diễn xuất chứ không phải là không. Và đó cũng là lý do mà để nhạc sĩ Minh Vi bố trí để dàn dựng cho em trong một cái phần mà nó có lớp lang và nó có cái cấu tứ đặc sắc trên sân khấu. Qua từng vòng thì chương trình cũng muốn dành cho thí sinh nhiều cái phần mới lạ hơn. Và thí sinh chúng ta buộc phải, không chỉ riêng Hoài Lê mà những bạn khác buộc phải làm quen, xử lý đạo cụ, xử lý với bạn diễn với mình, xử lý những cái tình tiết trên sân khấu. Chẳng hạn như là lúc mà em cầm cái nến và em cầm cái mic, em bị mất đi cái động tác tay của anh Quang Lê đúng không? Nhưng cái nghiến của em đâu rồi? Cho nên là cũng không tạo được cái phần nhìn nó hấp dẫn. Đạo diễn hoặc chương trình cho mình đạo cụ gì hoặc phục trang gì thì mình phải tìm cách mình xử lý. Em cứ hát một mình như vậy và không có những cái yếu tố gì khác trợ diễn cho em thì em cứ một màu từ đầu đến cuối, em hiểu không? Bản lĩnh hơn và mình tinh tế hơn một chút xíu. Mặc dù tình cảm và cách diễn xuất với thiện nhân thì anh thấy có, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Và đây là thời khắc quan trọng, xin mời tất cả các thí sinh chúng ta bước ra sân khấu ạ. Các bạn có hồi hộp không? Rất lo âu đúng không? Không để cho các bạn chờ đợi lâu, sẽ có kết quả ngay bây giờ. Xin mời giám khảo Trấn Thành như thường lệ. Tôi thấy tôi giống như là đúng nghĩa là mụ gì ghẻ trong những cái gì mà khó khăn nhất, ác độc nhất đều dồn cho tôi, thật tội nghiệp cho tôi. Thật sự ra tôi cũng rất là vinh dự khi được ngồi ở đây để có thể chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà mình cảm nhận được. Và tôi rất là vui khi mà những gì tôi chia sẻ thì các bạn cũng thật sự là nhận để mà làm tốt hơn mỗi tuần. Gần đến chặng đường cuối cùng rồi, ai cũng phải lo. Như vậy thì tất cả những gì mà còn sót lại, những cái vương vãi đó, dĩ nhiên là ban giám khảo và cả khán giả không muốn thấy. Chúng ta phải hoàn thiện nó ngay. Và các bạn phải cho mọi người thấy mình là chủ nhà, chứ không phải là mình lâu lâu mình ghé nhà người ta chơi. Để lỡ như các bạn được xướng tên với ngôi vị quán quân, người ta tin các bạn là quán quân. Các bạn phải là những ngôi sao. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Và kết quả là... Và thí sinh phải dừng cuộc chơi ngày hôm nay là Khả Như. Lần sau anh hát lại cho đàng hoàng, chơi tiếp không thôi chúng tôi loại luôn. Ok, chúc mừng các bạn thí sinh còn lại. Vậy có nghĩa là đêm nay là đêm không loại. Và xin mời các vị giám khảo chúng ta lên chia sẻ với các thí sinh trong cái niềm vui ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Như vậy là với phần thể hiện xuất sắc của mình, cả 6 thí sinh trong đêm nay đều an toàn để bước tiếp vào đêm bán kết. Đó là chủ đề dạ vũ với những cái vũ điệu sôi động.
những bước nhảy điêu luyện. Liệu một cuộc chiến về vũ đạo sẽ nổ ra giữa các giám khảo? Điệu van một dòng sông xanh đi. Nhảy đầm trong ôn hòa. Cha 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 giùm em. Cái gì vậy?